tin giáo xứ Búng, thánh lễ tạ ơn và chia tay cha An Phong Xô Nguyễn Quang Hiển tại giáo xứ Búng. Thánh lễ đầu tiên của ngày Chủ nhật 15 tháng 7 năm 2018, trong tiếng nhạc dìu dặt, cha sở Mikae Lê Văn Khâm, cha phó Giuse Lê Anh Hùng, cha phó An Phong Xô Nguyễn Quang Hiển đồng tới. Đây cũng là thánh lễ tạ ơn và chia tay cha phó An Phong Xô. Trong thánh lễ hôm nay, cộng đồng dân Chúa cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng và cách riêng cầu nguyện cho cha phó An Phong Xô, một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết. Cha đã về với giáo xứ Búng từ ngày thụ phong linh mục. Tuy chưa trọn năm, nhưng cha An Phong Xô để lại trong lòng mọi người hình ảnh đẹp, bài giảng hay, sâu sắc, ngắn gọn. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm cảm động. Mọi người cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa những linh mục trên cánh đồng truyền giáo, đặc biệt với lời nói thân thương của cha sở Mikae: xin hãy cầu nguyện cho anh em linh mục chúng tôi. Sau phần hiệp lễ, vị đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ Búng nói lời tri ân cha phó An Phong Xô. Cha cũng đáp lại lời cảm ơn giáo xứ đã cộng tác với ngài trong thời gian vừa qua. Ngài cũng bày tỏ sự hạnh phúc khi được làm cha phó giáo xứ Búng, được trải nghiệm, chia sẻ và lắng nghe, học hỏi và cử hành các bí tích cho bà con giáo dân Búng. Xin tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Thánh lễ kết thúc, trong niềm tri ân cảm mến, mọi người thắt chặt tình thân trong tâm tình tạ ơn và cùng nhau dùng điểm tâm sáng với quý cha rất chân tình.